Chào các bạn, hôm nay shop mỹ phẩm Nam Lê review chi tiết về bộ kem Gimi Luxury Gold Hàn Quốc, một phiên bản mới ra mắt của nhà Gimi đang rất là hot hit trên thị trường các chị em nhé. Là một trong những sản phẩm đang được khách hàng rất là ưa chuộng tại các spa và các thẩm mỹ viện tại Hàn Quốc cũng như là ở Việt Nam. Bộ Gimi Luxury Gold này được cải tiến vượt bậc để phân hủy các vết nám tàn nhang, chai sạm cứng đầu, đen lì lâu năm. Trước mặt các chị em đây là bộ Gimi Luxury Gold Hàn Quốc ạ. Vỏ hộp của bộ này có màu trắng. Trước mặt trước của hộp có chữ Gimi Luxury Gold, có logo, có cả chữ tiếng Anh và chữ tiếng Hàn nhé. Bên hông của hộp cũng có chữ Gimi Luxury Gold, có logo và có một cái tem Hàn. Cái tem này các chị em để ý nó có cái vân chìm nhé. Em quay nghiêng các chị em sẽ thấy cái vân chìm của nó này. Cái vân chìm như cái hình gấm hoa đó, mặt trăng mặt trời gấm hoa đó, các chị em thấy nhé. Cái hàng nhái tem của nó sẽ không có vân chìm hoặc là vân chìm rất là mờ nhạt, và cái màu tem nó sẽ ánh sang màu xanh hoặc là màu đen chứ nó không có bạc sáng như thế này. Phía sau hộp đây là toàn bộ thông tin về sản phẩm. Các chị em có thể đọc tham khảo, có cả chữ tiếng Hàn và chữ tiếng Việt ạ. Bây giờ em sẽ mở bên trong hộp review chi tiết cho các chị em xem. Em sẽ mở cái tem này ra. Bên trong hộp có một cái tờ giấy hướng dẫn sử dụng như thế này. Một bộ sản phẩm như thế này thì có 5 món. Thứ nhất là sữa rửa mặt này, thứ hai là toner, thứ ba là serum, thứ tư là kem ban ngày, kem chống nắng, thứ năm là kem trị nám ban đêm. Đây là lọ sữa rửa mặt. Lọ sữa rửa mặt này có dung tích là 100ml. Thành phần chiết xuất từ hoa mẫu đơn, hoa kim ngân, ngọc trai, phúc bồn tử, cây hoa tiêu Nhật Bản, rau má, tía tô và rất là nhiều các thành phần dẫn xuất amin khác. Công dụng của nó là giúp làm sạch bụi bẩn dầu thừa trên da này, giúp se khít lỗ chân lông, giữ cho lỗ chân lông của chúng ta là luôn được thông thoáng, không bị bít tắc. Không những vậy, cái lọ sữa rửa mặt này nó còn có cái công dụng là dưỡng ẩm, cấp ẩm cho da, giúp bảo vệ làn da của chúng ta là không bị khô. Sau khi rửa mặt là các chị em sẽ thấy da mềm mịn mà không bị khô rát nhé. Lọ sữa rửa mặt này nó dịu nhẹ hơn cái lọ sữa rửa mặt của hai mẫu cũ, các mẫu cũ. Bên hông cái lọ này nó có cái tem này, các chị em để ý nó có cái tem nhé, tem Hàn này nhé. Cái tem này nó cũng có cái vân chìm. Các chị em nhìn thấy vân chìm không? Đây này, cái vân chìm như thế này này. Thấy không đó, cái vân chìm đó. Lọ tiếp theo là lọ toner. Lọ này các chị em để ý nó có chữ toner này. Nó có chữ toner nhé. Nó có chữ toner đây để phân biệt với cái lọ serum, nó có chữ serum nha. Dung tích là 30ml. Trên miệng lọ cũng có hai cái tem Hàn. Cái tem này là tem vỡ. Các chị em gỡ ra là sẽ không dán lại được, nó sẽ bị vỡ ra nhé. Để đảm bảo hàng của chúng ta là hàng độc quyền chính hãng, không bị trà trộn bởi hàng nhái. Hàng nhái là cái tem của nó không được sắc nét, không được ánh bạc như thế này mà màu của nó ngã sang màu xanh xỉn. Cái tem bên hông của nó cũng không có vân chìm, các chị em chú ý. Các chị em thấy những cái vân mờ mờ dưới không? Đó, hàng chính hãng là có những cái vân chìm như vậy nhé. Thành phần của lọ toner này được chiết xuất từ rất nhiều các thành phần thảo dược như là rau sam, cây phỉ, đài hồi, glycerin, HA, vitamin A, vitamin B,
vitamin K, vân vân rất là nhiều. Công dụng của loại serum này thì chúng ta thấy những thành phần của nó là như thành phần chúng ta vừa thấy là nó gồm rất là nhiều các cái thành phần tốt cho da, các cái thành phần giữ ẩm, khóa ẩm cho da cực mạnh như là HA này, glycerin này, nó có công dụng là giữ ẩm cho da rất là mạnh, giúp cho da của chúng ta là không bị mất nước. Không những là không bị mất nước mà nó còn có thể kéo nước từ không khí và lớp ngoài của da đến tầng sâu bên trong da, giữ cho làn da của chúng ta là luôn được ngậm nước, dưỡng ẩm, làm mềm da, dưỡng trắng da, chống lão hóa và làm mờ nếp nhăn rất là tốt. Đồng thời nó thúc đẩy sản xuất tế bào khỏe mạnh, giúp củng cố lớp ngoài của da, tạo thành cái hàng rào bảo vệ da, chống lại mọi cái nhiễm trùng của vi khuẩn từ môi trường bên ngoài đấy. Cái lọ toner này nó có công dụng, tóm lại là nó có cái công dụng mà phục hồi da các chị em nhé. Khi mà làn da của các chị em nó bị tổn thương nhiều đấy, nó yếu, nó khô, nó rát, nó ngứa, hoặc nó bị bong chóc, hay là nó nhăn, nó lão hóa rất là nhiều, khi mà bôi cái lọ toner này nó giống như là được cấp một cái lượng dưỡng chất để phục hồi da của chúng ta rất là tốt, giống như một cái cây khô mà được tưới nước vậy. Nó còn có công dụng là kháng viêm, kháng khuẩn, ngăn ngừa và điều trị mụn trứng cá. Đặc biệt là lọ toner này nó phù hợp với nhiều làn da, mọi loại da, đặc biệt là những cái loại da cực kỳ nhạy cảm, da bị khô này, bong chóc này, da đỏ, da nổi mao mạch đều có thể dùng được cái loại toner này nhé. Tiếp theo là lọ serum. Mỗi một lọ sản phẩm được bỏ vào trong một cái khay này rất là chặt để tránh vận chuyển rơi vỡ đấy. Lọ serum có chữ serum là các chị em để ý nhé. Dung tích của nó cũng gồm 30ml. Nó cũng có hai cái tem hàn giống như lọ toner. Thành phần của lọ serum này cũng được chiết xuất từ rất là nhiều các cái thành phần thảo dược quý hiếm như là chiết xuất táo này, phúc bồn tử này, rau má này, glycerin, HA, niacinamide và đặc biệt là có cả men nấm nữa. Công dụng của lọ serum này không chỉ cấp ẩm mà còn làm mềm da gấp 2 lần cái lọ toner này luôn các chị em nhé. Mà lọ serum này nó không những thế mà nó còn có công dụng là phân giải sắc tố gây nám sạm tàn nhang nhờ cái thành phần HA, niacinamide và glycerin các chị em nhé. Đặc biệt là trong lọ serum này, cái thành phần nấm men là có thể giúp làn da của chúng ta tăng cường cái khả năng giữ nước của da này, làm giảm các dấu hiệu lão hóa của da như là nếp nhăn này, chảy xệ này, làm mờ các vết thâm sạm da và đồng thời kích thích làn da của chị em mình tự sản sinh được collagen cũng như là elastin. Cái thành phần niacinamide ở trong cái lọ serum này sẽ có tác dụng là cải thiện các vấn đề về da như là sạm, nám, đồi mồi này, mẩn đỏ, mụn thâm này. Từ đó là giúp làn da của chúng ta giảm thiểu các cái dấu hiệu lão hóa này, các cái vết nám tàn nhang cũng như là các cái nếp nhăn. Nó an toàn đối với mọi loại da, không gây kích ứng da, kể cả cái loại da mà nhạy cảm nhất nhé. Khi bôi cái lọ serum này vào, các chị em sẽ được cái làn da của các chị em mình sẽ được cấp ẩm thêm một lần nữa, cấp dưỡng chất thêm một lần nữa, giúp cho làn da của chúng ta nó tổng hợp được cái màng lipid tự bảo vệ da, giúp da của chúng ta rất là khỏe, nó tăng cường cái khả năng miễn dịch cũng như là nâng cao cái khả năng mà điều trị nám, phân giải nám, dưỡng trắng da của chị em mình nhé. Tiếp theo nữa là lọ kem dưỡng trắng da, bảo vệ da và chống nắng ban ngày. Đây nó
Nó có chữ là Beauty in Cream, dung tích là 30 gram. Các chị em để ý cái chữ nhé, Beauty in Cream nhé, để phân biệt với cái loại ban đêm. Một loại kem này cũng có hai cái tem hàn như thế này, rất là bảo vệ, rất là an toàn. Các chị em mình tránh mua phải hàng nhái hay là trà trộn linh tinh. Thành phần của lọ kem dưỡng trắng da bảo vệ da chống nắng ban ngày này gồm được chiết xuất từ các cái thành phần như là phúc bồn tử này, bơ, hạt mỡ, glycerin, niacinamide, titanium dioxide, zinc oxide, vitamin E, vitamin K. Công dụng của nó là có tác dụng là chống nắng cực kỳ mạnh, chống lại các tia tử ngoại UVA, UVB cực kỳ mạnh các chị em nhé. Độ chống nắng của nó là trên 50 cộng. Độ chống nắng của nó là trên 50 cộng các chị em nhé. Hai cái thành phần chống nắng cực mạnh trong loại kem này là titanium dioxide và zinc oxide. Có khả năng khúc xạ và khuếch tán tia UVA và tia UVB cực kỳ tốt luôn ạ. Nó được coi là chất chống nắng tự nhiên rất là tuyệt vời, không giống như những cái thành phần chống nắng khác. Đây là hai chất chống nắng vật lý. Nó là thành phần chống nắng vật lý, nó chỉ bao phủ ở bên ngoài bề mặt da và giúp da của chúng ta được bảo vệ khỏi các cái tác hại của tia cực tím và ánh sáng xanh. Nó không hề gây hại cho làn da của chúng ta nhé. Nó không làm rối loạn nội tiết bên trong da, không gây kích ứng da. Nó không gây kích ứng da nên là nó phù hợp với mọi loại da luôn và mọi lứa tuổi luôn. Nó không chỉ, cái lọ kem này nó không chỉ có cái công dụng mà chống nắng không đâu. Mà lọ kem này còn chứa rất nhiều các cái thành phần dưỡng ẩm và bảo vệ da như là bơ, hạt mỡ này, vitamin E, vitamin K, glycerin, HA, thành phần phân hủy nám nữa như là niacinamide này, giúp làn da của chúng ta được tăng cường dưỡng trắng từ bên trong, làm mờ nám tàn nhang, mờ thâm sạm, chống lại oxy hóa cũng như là kích thích sản xuất các sợi elastin, elastin và collagen để giúp cho làn da của chúng ta nó không bị chảy xệ, nhão xệ này, nó không bị lão hóa già nua, làm mờ nếp nhăn và làm lành các vết thương do mụn nữa nhé. Đặc biệt là nó là cái bước cuối cùng của buổi sáng đấy, nó là cái bước khóa ẩm, ngăn chặn sự mất nước trên da của chúng ta, giúp cho làn da của chúng ta được bảo vệ suốt cả ngày và rất là mềm mại mịn màng. Khi bôi cái loại kem này vào thì các chị em sẽ có cảm giác là da mình sáng hơn này, bật tông hơn này, mờ các khuyết điểm trên da, cũng như là chữa lành những cái tổn thương, những cái vết viêm da hay mụn trứng cá rồi là nó sẽ được dịu nhẹ đi và sẽ được điều trị rất là tốt đấy nhé. Dưới lọ đây là mỗi một lọ kem ở dưới đây nó có ngày sản xuất, hạn sử dụng này các chị em này. Cái ngày sản xuất, hạn sử dụng ở dưới lọ này nhìn nó rất là sắc nét nha. Nó không có bị mờ nhạt hay là bị in to quá hay là in nhỏ quá như hàng nhái đâu. Các chị em nhìn đấy, nó rất là sắc nét. Tiếp theo nữa là cuối cùng là cái lọ kem dưỡng trắng da, trẻ hóa da cao cấp ban đêm. Nó rất là chặt này. Loại kem này cũng có dung tích là 30 ml. Các chị em để ý nó có chữ là Genotatin Cream, dung tích là 30 gram. Cũng có hai cái tem hàn như thế này. Thành phần của loại kem đêm này phải nói là nó là sự tổng hợp bởi rất là nhiều các cái thành phần dược, các cái thành phần thảo dược quý hiếm và cực kỳ tốt cho làn da của chúng ta, để giúp cho làn da của chúng ta nó sẽ
phân giải sắc tố nám ngay trong quá trình mà chúng ta đi ngủ đấy. Thành phần gồm có tảo biển này, đậu xanh này, bơ hạt mỡ, rễ cắt cánh, phúc bồn tử, rau má, chiết xuất từ quả táo, dầu cám gạo, rễ cây ngải cứu này, dầu hạt hoa rung, nấm lên men, glycerin, adenosine, lisanimai, alatonin, rất là nhiều nha các chị em nhé. Công dụng là cái công dụng của cái loại kem này là dưỡng trắng da, trẻ hoa cao cấp vào ban đêm. Nó sẽ phân giải nám vào ban đêm với bốn cái tác động trẻ hóa từ bên trong. Thứ nhất là chống lão hóa này, dưỡng ẩm sâu, tăng cường khả năng hút ẩm từ bên trong, kích thích các quá trình sản xuất collagen trong làn da của chúng ta. Nó sẽ giúp làn da của chúng ta là tăng cái tính đàn hồi, tăng cái sự săn chắc, làm dịu da và giảm những cái kích ứng từ môi trường bên ngoài cũng như là từ cái tác nhân gây hại khác, cải thiện các vấn đề về da như là làm mờ các vết nhăn nhờ các cái thành phần như là bơ hạt mỡ, dầu cám gạo này, dầu hạt hoa rung này, allantoin, glycerin, adenosine, rất là nhiều. Cái tác động thứ hai của cái loại kem ban đêm này là dưỡng trắng, phân hủy, làm mờ các vết nám thần nhang đồi mồi, vết thâm mụn, ngăn chặn sự hình thành nám mụn nhờ cái thành phần như là tảo biển này, chiết xuất đậu xanh này, rễ cắt cánh, phúc bồn tử, rau má, chiết xuất táo và đặc biệt là cái thành phần nấm men và thành phần nisanimai nhé. Tác động thứ ba của loại kem ban đêm này là tái tạo bề mặt da, bảo vệ lớp màng lipid, bảo vệ da với khả năng chống oxy hóa cực kỳ cao luôn. Kháng viêm, bảo vệ và phục hồi hàng rào bảo vệ da khỏi tác động từ môi trường và ánh nắng mặt trời. Tuy là kem ban đêm nhưng mà nó vẫn nuôi dưỡng cái làn da của chúng ta và giúp cho cái làn da của chúng ta nó khỏe mạnh và chống được cái tác hại từ môi trường, từ ánh nắng mặt trời đấy các chị em ạ. Tái tạo bề mặt da khô ráp của chúng ta là trở nên mịn màng này, đồng thời cải thiện cái lỗ chân lông, xe khít lỗ chân lông nhờ các thành phần như là bơ hạt mỡ này, dầu cám gạo này, dầu hạt hoa rum, allantoin, glycerin, adenosine đó, rất là tốt các chị em ạ. Cái tác động thứ tư trong cái lọ kem ban đêm này đó là điều trị mụn và ngăn ngừa mụn các chị em nhé. Không chỉ điều trị nám, dưỡng trắng, nâng cơ đâu mà nó còn điều trị và ngăn ngừa mụn rất là tốt. Giúp làn da của chúng ta là kháng viêm, chống kích ứng da. Nhờ các thành phần như là rễ cây ngải cứu này, dầu cám gạo, dầu hạt hoa rung, chiết xuất rễ cây cắt cánh, chiết xuất đậu xanh. Đặc biệt là cái thành phần chiết xuất từ rễ cây ngải cứu giúp trị mụn, sáng da này, lưu thông máu, chống oxy hóa da, làm sạch da, dịu da rất là tốt. Thành phần hạt hoa rung thì có khả năng loại bỏ các cái tế bào chết này, làm sạch lỗ chân lông, giảm mụn đầu đen cũng như là mụn trứng cá này, tái tạo các cái tế bào da mới, làm lành những cái vùng da mà bị sẹo. Thành phần dầu cám gạo cũng vô cùng tuyệt vời này, nó có công dụng là nó tạo thành một cái lớp mặt nạ hút ẩm, giúp tăng cường cái độ ẩm cho làn da của chúng ta, kháng viêm, không gây kích ứng da. Dầu cám gạo nó thích hợp cho cái làn da nhạy cảm này, da nhờn và cũng rất là tốt cho da khô luôn. Nó không gây tắc nghẽn lỗ chân lông, không làm cho làn da của chúng ta bị nhờn, bị rít. Thành phần rễ cây cắt cánh thì có tác dụng chống oxy hóa, chống viêm, tăng cường miễn dịch cho da, lưu thông máu dưới da và cải thiện cái tình trạng da của chúng ta bị viêm nhiễm. Cuối cùng là cái thành phần đậu xanh của trong cái lọ kem này cũng cực kỳ tốt luôn. Nó giúp cho làn da của chúng ta là giảm được cái sự kích ứng, thúc đẩy sự tổng hợp của collagen chống lão hóa, mang lại cho làn da của chúng ta sáng mịn, đều màu và giảm mụn rất là rõ rệt. Tóm lại là cái bộ Gimi Luxurigon này nó vừa có cái công dụng là trị nám này, dưỡng trắng, phân giải các cái vết nám này. Và nó còn có công dụng là trị mụn nữa. Trị mụn và
đặc biệt là cái công dụng phục hồi da yếu rất là tốt. Đây là những chị em mà có làn da mà cực kỳ nhạy cảm này, da khô da yếu này, hay là những chị em mà mới đi liệu trình laser về đấy, là các chị em xài cái bộ dưỡng cái bộ kem này ở nhà rất là tốt luôn. Các chị em mua hàng ấy, để tránh phải hàng nhái thì các chị em nên tìm hiểu kỹ. Và khi mua hàng bên nhà em Năm thì em Năm sẽ có một cái thẻ bảo hành như thế này, cam kết cho các chị là hàng chính hãng 100% công ty, không có trà trộn hàng nhái nhé. Khi nếu mà các chị em mà phát hiện thấy hàng giả hàng nhái thì sẽ được đền gấp 1.000 lần giá trị đơn hàng các chị em nhé. Nếu các chị em mà mua cái bộ này về mà phát hiện mà bên trong cái kem này nó có chứa các cái chất gây hại như là corticoid này, thủy ngân này, chì này, các chị em cứ gửi bằng chứng lên đây, em sẽ đưa về công ty và công ty sẽ đền ngay cho các chị em 1.000 lần giá trị đơn hàng nhé. Khi nhận hàng bên nhà em Năm thì em Năm sẽ cho các chị mở cái tem này ra nhé. Đấy, các chị mở cái tem này ra và các chị sẽ kiểm tra từng lọ. Các chị sẽ kiểm tra các cái tem này có đúng là tem chuẩn hay không. Nó có vân chìm hay không, màu sắc nó thế nào, có chuẩn hay không nhé. Và các chị mới nhận hàng, đặc biệt là cái hạn sử dụng sau đây này. Đấy, các chị nhìn này, nó sắc nét. Các chị thấy hàng ok, chuẩn, các chị mới nhận hàng và thanh toán tiền nhé. Bên em Năm thì chuyên cung cấp sỉ và lẻ các sản phẩm Gimme Luxury này trên toàn quốc, ship code trên toàn quốc. Các chị em có nhu cầu mua hàng thì vui lòng liên hệ với em Năm qua số hotline 0359 447 339 nhé. Chào các chị em, cảm ơn các chị em đã xem video ạ.